mình lấy ba con heo lặn mà giấu mỗi con một chỗ, đố mà tìm thấy được. Mình quá thông minh. Chơi game cùng Thanh Hòa sao, tập 8, kẻ ăn trộm heo. Trước khi vào video mình sẽ trả mini game cho các bạn nha. Ở video tập 7, bạn này là người kiếm ăn sớm nhất nha, được mình kiếm lên đầu nha. Rồi vậy là mình đã gửi lời mời các bạn cho bạn rồi nha. Mình Thanh Hòa sao nè các bạn ơi. Ngày hôm nay mình có một chuyện muốn phe với các bạn á, là các bạn thấy cái bầy heo này của mình á có dễ thương không các bạn ơi. Trời đất ơi, mình đang cho bầy heo của mình uống sữa nè các bạn. Đây đây đây, bây giờ mình sẽ quay cảnh cảnh đó cho các bạn xem nha. Trời dễ thương lắm á. Đây 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 đây. Ha, đó dễ thương chưa các bạn ơi. Trời ơi nhìn uống kìa. Đó nó húp các bạn luôn 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 luôn. Trời dễ thương dễ sợ luôn á. Đó ghê chưa. Ủa? Cái gì trắng trắng vậy? Ủa sao tự nhiên ngay này có bộ xương vậy? Ồ, ủa sao tự nhiên có bộ xương vậy ta? Ủa cái gì kỳ vậy? Không được rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi lấy đồ nghề để mình dọn dẹp cái bộ xương này nha các bạn ơi. Thôi tự nhiên ngay bài heo của mình có cái bộ xương thấy ớn rồi chạy. Rồi đi vô lấy đồ các bạn ơi, lấy đồ thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ca ca, ta sẽ ăn cắp hết đám heo này. Bán được bộn tiền rồi. Ta giấu con heo ở đây, đố ai biết ca ca. Chỗ này có vẻ kín, mình sẽ giấu chỗ này. Chắc không ai biết đâu. Mình lấy ba con heo lặn mà giấu mỗi con một chỗ, đố mà tìm thấy được. Mình quá thông minh. Ủa cái gì mà kệ vậy? Ủa bầy heo của mình đâu rồi? Ui bầy heo của mình đâu rồi các bạn ơi? Trời ơi cái gì vậy? Ủa là sao? Bầy heo của mình nó mất tiêu rồi các bạn ơi. Trời ơi cái gì kỳ vậy? Ủa rồi đâu rồi các bạn? Các bạn có biết bầy heo của mình ở đâu không? Trời ơi tự nhiên mất tiêu bầy heo của mình rồi các bạn ơi. Trời, mình chăm sóc bầy heo của mình từ đó tới giờ sắp lớn rồi, sắp đem đi ghép đồ được rồi các bạn ơi. Trời tự nhiên giờ mất tiêu luôn rồi. Cái gì kỳ vậy trời? Bây giờ mình phải đi tìm mấy bầy heo của mình thôi các bạn ơi. Ủa nhưng mà bộ xương cái này đâu mất tiêu rồi? Giờ bây giờ mình phải đi tìm thủ phạm rồi các bạn ơi. Đi tìm thủ phạm thôi. Tức quá các bạn ơi, tự nhiên bầy heo của mình tự nhiên nó mất tiêu rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải đi kiếm. Ủa? Ui, ủa sao bộ xương biết đi? Ôi. Ủa? Con cầm con heo của mình đó. Ui, lẫn hồng nè. Ủa là sao? Ủa mình tưởng bộ xương này là bạn này bị ngẫm các bạn ơi. Mình tưởng bạn này bị ngẫm mà còn bộ xương không, ai ngờ bộ xương này vẫn đi được các bạn. Ủa lạ vậy, lạ vậy. Ủa nhưng mà tại sao lại dắt con heo của mình? Để mình lại hỏi bạn này nha mọi người. Hello bạn, chào. Con heo này giống của tôi vậy. Bạn là người ăn trộm heo của tôi hả? Thấy bạn giống lắm nè, giống cái bộ xương khi nãy lắm nè. Trời đất ơi, bộ xương mất tiêu rồi, mấy con heo của tôi cũng mất tiêu luôn. Con heo nào không giống con heo nào? Ôi, ủa? Tự nhiên heo nhà tôi mất tiêu nhưng mà bạn lại dẫn con heo ở trong nhà của tôi nữa. Vậy là bạn là người ăn trộm heo nhà tôi rồi. Tức thiệt mọi người ơi, cái bạn bộ xương này ăn trộm heo của mình còn nói không có nữa chứ. Coi chừng nó sổng chuồng đó chài. Trời ơi, làm sao mà sổng chuồng được các bạn? Chuồng mình xây rất là kiên cố, làm gì có vụ sổng chuồng. Với lại mấy con heo của mình nó đang uống sữa nữa các bạn. Trời đất ơi, đang uống thơm bơ luôn, không lẽ bỏ sữa cho đi mất tiêu. Bạn ăn trộm heo nhà tôi đúng không? Làm gì có. Trời, bạn nói giả bộ mọi người. Heo nhà mình bị mất nhưng mà bạn nói đang ở trong nhà mình. Vậy là bạn đó là thủ phạm chứ ai. Trời đất ơi, heo này của tôi mà. Ủa, ôi bạn này cũng biết nuôi heo nữa các bạn ơi, có lộn không trời? Tại sao bao nhiêu con không nuôi, nuôi ngay con heo mà mình đang bị mắc nữa các bạn? Chắc nó đi trên tí nó về, không mắc đâu.
Ủa trời đó ơi, con heo mà cũng biết đi chơi một xíu nó về nó chạy thiệt không chạy? Rồi ok, rồi bây giờ mình tạm tin bạn nha. Đợi đợi, mình tạm tin bạn rồi, bây giờ thì mình sẽ đi chỗ khác kiếm heo nha các bạn. Ôi, hiện tại mình đang ở Plaza nha các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ đi tìm con heo của mình nha. Let's go. Heo ơi là heo, heo đâu rồi heo ơi? Trời, không biết là heo mình chạy đâu rồi ta. Ủa, lại bạn bộ xương này nữa các bạn. Cái gì vậy ta? Sao mình gặp bạn bộ xương đi hoài vậy trời? Để mình hỏi bạn này nha các bạn. Bạn ơi, bạn có thấy con heo hồng nào không? Tôi không thấy. Trời đất ơi, bạn này không thấy các bạn ơi. Rồi giờ sao ta? Nhưng mà mình có cái cảm giác mình nghi nghi bạn này các bạn ơi. Tại vì lúc đầu mình mắc con heo á, là mình thấy kế bên nó có bộ xương các bạn. Tự nhiên mắc heo luôn, bộ xương cũng mắc tiêu luôn các bạn. Mình nghi nghi sao ấy. Tôi kiếm nãy giờ mượt quá, ngồi đây nghỉ nè. Ủa, kiếm cái gì? Bạn kiếm cái gì? Ủa là sao ta? À vậy bạn nói kiếm cái gì á mọi người, mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mình nghi bạn này là người lấy heo á, kiếm heo giùm bạn. Ủa, wow, bạn này tốt quá các bạn ơi, bạn này kiếm heo giùm mình luôn hả? Nhưng mà mình vẫn nghi bạn này các bạn ơi, bạn này cười cười đó nè. Trời ơi, mình nghi quá không. Để mình đi vòng vòng nha các bạn, để mình xem mấy con heo của mình nó có vòng vòng đây không nha. Heo ơi, heo ơi. Ôi, 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 trong bụi lùm chạy ra. Ôi, ôi con heo. Ủa, ai bắt con heo của mình trong bụi lùm này trời? Ơi, tôi tìm được con heo rồi nè, con heo của tôi ở trong bụi lùm nè. Ôi, ai bắt con heo của tôi ở trong bụi lùm á? Trời đất ơi, cay thiệt chứ. Thì ra là giấu ở trong bụi lùm. Ôi, tức dễ sợ luôn các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ cắt con heo này mới được, sau nó đi ra gòi. Trời đất ơi, tôi mới vô bụi lùm tôi bắt ra nè. Trời, ai giấu ở trong bụi lùm á? Trời đất ơi, bây giờ mình sẽ cắt con heo này nha các bạn. Đây, mình cắt con heo hồng này đi. Ok, mình đã bỏ con heo vào túi rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi tìm con heo thứ hai nha. Ai giấu ở đây vậy trời? Ai biết? Trời đất ơi, bây giờ bạn ơi, giúp tôi đi tìm con heo thứ hai đi. Kiếm một con được rồi, nhưng mà tôi bị mắc ba con lận. Mắc ba con, kiếm một con được rồi. Không được, phải đủ ba con mới được. Vậy đi kiếm nè. Ok, đi 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 đi. Bây giờ mình đi hướng bên đây đi. Mình sẽ lại quán cà phê đi. Qua quán cà phê Bono Bono nha. Đi 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 đi. Ai, wow, quán cà phê kìa các bạn ơi. Sẵn vô đó mình uống nước luôn nha. Đi 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 đi. Ui, bơm 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 bơm. Phan bơm sình, bơm sình. Từ để tôi bắt bơm cái. Tôi bắt bơm. Ôi, có ong luôn, hai con bướm luôn. Vô nồi. Ui, bị ong chích luôn các bạn ơi. Wow, tôi bắt được con bướm xịn nè. Wow 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 wow. Wow. Ui, nhưng mà ngoài con bướm ra tôi cảm giác ở đây nó có cái gì nữa đó. Ê, có chị máy bay, chị máy bay. Để mình qua mình hỏi chị coi. À, mình chị. Chị ơi, chị có thấy con heo nào của em không chị? Con heo đi lạc ấy, heo hồng ấy. À, không biết chị này có thấy hay không nữa các bạn. Trời ơi, cái gì mà đơ như vậy? Em ngu ơi chạy. Không có ở đây đâu. Ờ, nhưng mình hỏi chị này mà chị này không nói gì hết các bạn ơi. Chắc không có thiệt các bạn ơi. Bây giờ mình đi chỗ khác nha. Đi 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 thôi, đi thôi. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ủa? Ủa sao mới chạy ngang bụi lùm cái có con heo chạy ra rồi chạy? Chấm hỏi. Ê, tìm được con heo thứ hai rồi nè. Tự nhiên chạy ngang bụi lùm cái có thấy con heo nó chạy ra luôn. Tôi nói không có mà sao ông đi vô bụi chi vậy? Vô tình đi ngang ra con heo luôn. Wow, vậy là mình đã tìm được con heo thứ hai rồi các bạn ơi. Hên quá à, hên quá à. Ôi, kiếm được hai con rồi, đi về nhà thôi. Tôi khát nước. Bây giờ mình đi uống nước đi. Ủa nhưng mà sao bạn này kỳ vậy ta? Mình đi kiếm heo mà bạn này cứ kêu mình đi về không à? Cái gì vậy trời? Mình nghi bạn này quá à. Hình như bạn này là người ăn chậm heo của mình thì phải các bạn. Các bạn có biết điều đó hay không? Chỉ tôi với. Ra uống nước biển kìa. Trời, thôi nói vậy chẹo rồi nước biển uống gì trời. Rồi, đi 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 có quán Buno nè, Buno nè. Trời, tôi bị thúi luôn rồi, sẵn tắm luôn. Rồi, nè nè Buno Buno nè các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ vô đây nha, mình sẽ đi vô đây. Trời đất ơi, mình đi tắm cái các bạn ơi, thúi rồi, thúi rồi. Đây đây, đây có một cái ao nè các bạn. Bài vô. Tắm. Wow, bây giờ thì mình sẽ tắm cho các bạn hết thúi để mình đi kiếm heo nữa nha. Dưới đây không có heo, gì vậy trời, tôi đi tắm mà. Để qua đây hỏi, qua đây hỏi. Qua đây hỏi bà Bruno.
Bạn Bruno, Bruno ơi, bạn có thấy con heo nào của tôi đi lạc đây không ạ? Trời ơi, bạn đó cũng không nói gì hết mọi người ơi. Cái gì đâu mà không nói gì hết trời. Trời, không nói gì hết các bạn ơi. Đi về đi. Ủa cái gì vậy trời? Ta đi kiếm heo mà cứ suối người ta đi về không làm sao? Để mình đi hỏi bạn này. Bruno này không biết thì mình sẽ đi qua đây mình hỏi cái bạn tròn bên đây nha các bạn. Này, bạn tròn bên đây nè. Con thứ ba chắc bị ăn thịt rồi. Trời, ăn thịt gì trời? Đây mình sẽ qua hỏi bạn tròn á. Bạn tròn ơi, bạn có thấy con heo nào của tôi lạc ở đây không ạ? Trời ơi, bạn tròn này hình như cũng không biết luôn các bạn ơi. Cái gì đâu mà im gu à, không biết gì luôn. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ qua mình hỏi bạn Sóc nha mọi người. Mình qua mình hỏi bạn Sóc. Đây. Đi qua mình hỏi bạn Sóc coi thử coi không biết là bạn Sóc có biết hay không nữa nha các bạn. Bạn Sóc ơi, muốn đánh tôi à? Trời, tôi có muốn đánh bạn đâu. Muốn đánh tôi à. Tôi không có muốn đánh bạn, tôi hỏi bạn thôi. Bạn có thấy con heo nào của tôi đi lạc vô đây không ạ? Con heo hồng ấy. Khi nãy tôi có thấy một bộ xương dẫn con heo vào bụi lùm này nè. Nhưng mà tôi không biết phải con heo của bạn hay không nữa. Ôi, bạn Sóc nói là có một bạn bộ xương các bạn dẫn con heo của mình vô bụi lùm. Ôi, vậy là bạn này rồi. Bạn này là bộ xương rồi. Bạn này ăn trộm heo của tôi. Không được, tôi phải cắt con heo này vô mới được. Về ấp đi. Trời, cái gì vậy trời? Cứ kêu mình, nhất quyết kêu mình lấy quả trứng này các bạn. Rồi mình cắt con heo này vô lẹ các bạn, để không bạn này ăn cắp con heo này của mình nữa. Đấy, cắt heo vô. Ok, mình đã cắt con heo rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ vô đây mình kiếm con heo thứ ba của mình nha các bạn ơi. Bạn Sóc nói là thấy một bạn bộ xương á là giấu con heo trong đây các bạn ơi. Đây. Heo ơi, heo. Đây, mình vô đây mình kiếm coi. Đó. Ok. Đó, ôi, sao bạn đi vô bụi hoài vậy? Ôi, được con heo nè. Thì ra con heo ở trong bụi này, ai giấu ở trong đây rồi trời? Bạn bộ xương giấu. Bộ xương giấu, vậy là bạn ơi, bạn ăn trộm heo của tôi phải không? Không có à. Trời, nên tin không các bạn? Nên tin bạn này không mọi người? Trời, tại bạn Sóc nói là bạn này là người ăn cắp heo của mình nè. Thấy một bạn bộ xương là chỉ có bạn này thôi. Nó đi chơi mà. Ủa, vậy là heo của mình nó đi chơi hả ta? Thôi kệ, tha cho bạn này nha mọi người. Dù sao đi chăng nữa mình cũng đã tìm được ba chú heo của mình rồi nha các bạn. Tôi không có lấy. Ok, tôi tha cho bạn nha. Tại vì tôi cũng tìm được ba con heo rồi. Bây giờ thì tôi sẽ đem ba chú heo này về chuồng của tôi nha. Let's go. Rồi, mình đã về nhà rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bỏ ba con heo của mình vô chuồng nha các bạn. Đây. Trời ơi. Rồi, mình đã bỏ ba chú heo của mình vô chuồng rồi nha. Ôi, ba chú heo ơi, đừng có đi chơi nữa nha, đừng có đi tầm bậy nữa nha. Trời đất ơi, cái gì mà đi tầm bậy tầm bạ không à, để anh kiếm khổ muốn chết luôn á. Ủa, thấy này cảnh này quen quen ta. Ôi, rồi, bạn này là người ăn cắp heo của mình rồi các bạn ơi, chứ không phải là ba con heo của mình đi chơi đâu. Rồi, tới công chuyện, lấy cái búa ra. Tức quá các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái búa mình đập bộ xương này nha các bạn ơi, mình bực mình ra. Thì ra là bộ xương này là người ăn cắp. Trời, chạy kìa, chơi buông xương chạy kìa các bạn ơi, chơi bó bông đi. Trời, phải nhắm đánh cho thịt tốt mới được. Trời, chạy, dám ăn cắp con heo của ta, còn đủ thừa là ăn heo đi chơi nữa. Chạy nè.